Cô gái này có vẻ như chuẩn bị khá nhiều đạo cụ hoành tráng. Liệu sẽ có bất ngờ gì dành tặng cho ban giám khảo trong tiết mục kế tiếp đây? Cái này là mời anh Chí Trung giao lưu ạ. Vâng ạ. Lời đầu tiên cho con gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị khán giả và đặc biệt là ba vị giám khảo mà con yêu quý nhất ạ. Con ơi. Dạ. Con ở đây tên con là Nguyễn Thanh Loan đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà cho chú hỏi một câu hơi mất lịch sự, con là nam hay nữ đây? Dạ con cũng chẳng giấu gì và ban giám khảo thực ra là do con là nữ. À. Nhưng mà do chính thức là bốn giờ chiều hôm qua con bị sốt 40 độ cơ, con phải trốn viện đến đây để thi. Ôi. Thành ra là cổ họng của con nó bị khản luôn ạ. Con bị khản cổ, nhưng vì người ta bảo là một khi đẫm máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, dù ốm con vẫn trốn đến đây thi ngay. Cứ như kiểu là con không có duyên với nghệ thuật ấy, lần nào con đi thi cũng xảy ra sự cố. Nãy giờ tôi cứ thấy câu này quen quen. Đấy, anh cũng đang hỏi và chẳng lẽ Việt Hương lại không biết làm gì có chương trình nào mà không có mặt Việt Hương đâu. Hơi thắc mắc về em, có hỏi em đi thi là em bệnh à? Dạ. Ha? Thi là phải bệnh ha em. Bây giờ cố gắng lên nha. Chỉ cần nhìn thấy chị là em vui lắm rồi ạ. Thôi đi em. Hôm nay thì đến đây thi thì con sẽ gửi đến ban giám khảo và các vị khán giả một tiết mục, đó là hài phân thân ạ. Hài phân thân. Chết con nhầm. Hài phân tiếng ạ. Có nghĩa mình có thể hòa nhập được nhiều vai. Yeah. Hài độc thoại kết hợp nói tiếng bụng và phân ra nhiều tiếng khác nhau ạ. Con khổ cái mù tê. Có phải cái thằng nó của con chính là Huy Thắng không? Chả giấu gì một ngày xưa con với anh Huy Tuấn yêu nhau từ cái thời chăn trâu cắt cỏ, khỏi trường tắm sông. Thế rồi một ngày định mệnh đã đến, anh Tuấn anh ấy bỏ con anh sang Thái Lan chuyển giới. Chết con nhầm, anh qua Thái Lan phẫu thuật thẩm mỹ, sau khi giao kéo thành công trở về, anh ấy trở lên nổi tiếng. Anh bỏ con, anh ấy đi luôn. Nhưng hôm nay thật may mắn con gặp Bụt ở đây. Ngày mai con định đi thi tìm kiếm tài năng. Nhưng mà xấu như này cho người chị Việt Hương cho loại ngay vào người xe. Mong là Bụt hãy cho con một phép thuật để con có thể trở lên xinh đẹp, để con có thể đi thi tìm kiếm tài năng được không hả Bụt? Nếu như con chứng minh được con thực sự có tài năng thì tớ sẽ giúp con. Tài năng của con là một người chuyên lồng tiếng những bộ phim trưởng. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui khi được đứng đây chém gió cùng với toàn thể quý vị và các bạn ngày hôm nay. Thực sự là hôm nay em cảm thấy rất là tiếc, bởi vì cái sức khỏe của em nó không thể làm cho em có thể giả được tất cả những cái giọng nói mà em đã từng nói. Cho nên là em nghĩ rằng em sẽ gặp lại các vị ban giám khảo cũng như khán giả vào kỳ thi năm sau, bởi vì thực sự là sức khỏe của em là nó không thể để cho em có thể thể hiện được cái tài năng của mình. Chỉ muốn khán giả nhìn thấy mặt em cứ mở mặt ra. Con cũng biết cái khả năng của mình hôm nay sẽ không ổn, nhưng con vẫn đến đây bởi vì đơn giản là con yêu thích được đứng trên sân khấu. Chị đã gặp em rất nhiều trong những cuộc thi. Vâng. Khi em gặp em thì em đều là ho bệnh và sốt 40 độ. Vâng. Một cái người nghệ sĩ không cần biết là em lên em thi hay em lên em biểu diễn phục vụ, nếu mà em chỉ cần nói một lần là tôi đang bệnh thì khán giả sẽ ủng hộ em ngay để em vẫn đứng đây. Nhưng mà nếu liên tục trong một biểu diễn mà cứ liên tục phải xin lỗi và báo cáo là bệnh và bệnh nhiều lần, hoặc là xin nhiều tràng vỗ tay để ủng hộ cho tinh thần cho em đến lần thứ ba là chúng tôi không chấp nhận được. Người nghệ sĩ mình còn phải dùng luôn cả cái sức khỏe của mình, dù cách cỡ nào, dù đau cỡ nào, dù có đã là tôi ra đằng sau sân cánh gà đó tôi có mất mát một cái gì đó lớn nhất, tôi bước ra đây tôi cũng phải vui vẻ, tôi còn hoàn thiện một vai diễn. Tôi nghĩ là em rất là thích sân khấu, nhưng mà không phải thích là em tới em làm xong em báo cho chúng tôi biết là em đang bệnh.
ha. Cho nên là em hãy chuẩn bị đến những năm nào đó, chứ không cần phải là năm sau. Em cảm thấy em khỏe vô cùng, em không còn sốt 40 độ, em không còn ho, em không còn một cái gì trong người em nữa, thì em hãy nên đi. Chứ không em lên em lại xin, tôi không đồng ý. Vâng, tôi cũng không đồng ý ạ. Tôi cũng giống hai em giám khảo. Lúc đầu em cũng định nói là em không thi nữa đâu, nhưng nhiều em gái em với chị em bảo là cố gắng lên, dù kể cả mình không được vào mình cũng có thể hiện những gì mình làm ấy. Còn những sách em có thấy buồn không? Em không thấy buồn đâu, tại vì em cảm thấy họ nói đúng mà, nó là một cái kinh nghiệm để sau này mình thành công ấy. Chứ còn nếu như mà ai cũng nói những lời hay với mình thì không bao giờ mình thành công được. Mà nếu đã xác định theo nghệ thuật thì là tất nhiên là mình phải chấp nhận. Em thấy em phải cảm ơn luôn đấy.